Câu B thì cho y bằng cos 5 3x mũ 4 trừ 2x trừ 1. Được chưa? Rồi, thì y đạo hàm có phải bằng hàng này đạo hàm không ạ? Để giải cái này các bạn phải nhìn từ ngoài vào trong nha các bạn. Từ ngoài vào trong. Thì thứ nhất nè, đây là mũ 5 đúng không ạ? Thì các bạn phải nhớ đây là cos chứ không phải là x đúng không ạ? Vậy đó là y u mũ mũ 5 đạo hàm thì bằng 5 nè, hạ nè, trừ nè và nhân u đạo đạo hàm. Vậy bằng nè. Đó, 5 hạ nè, trừ nè. Đó. Nhân u đạo hàm nè, nhân u nè, u đây nè các bạn. Đó, cos 3x 4 trừ 2x trừ 1 đạo hàm. Tiếp tục, ở trong đây là u hay x à? U, vậy tiếp tục thì các bạn nhớ công thức cos u đạo hàm bằng, đó, bằng nè. Cái chỗ này viết lại nha mọi người, chỗ này viết lại nè. Đạo hàm của cos bằng gì à? Trừ sin, các bạn đưa dấu trừ ra phía trước. Rồi, trừ sin nè, 3x mũ 4 trừ 2x trừ 1 và nhớ nhân thêm u đạo đạo hàm đó, làm chậm đó các bạn. Tiếp tục quyên cái đống này viết lại nè, và cái thằng này đạo hàm ra gì à? Ba viết lại nè, đạo hàm của x mũ 4 hạ trừ, tiếp tục hồi này đạo hàm trừ 2 viết lại nè, đạo hàm của x bằng 1, khỏi ghi, đạo hàm của trừ 1 bằng 0, xong. Và các bạn rút rút gọn, ok không mà bạn bạn cá mập ơi.